Anh kêu gì nhỉ? Lùi xuống tí. Thứ nhất báo thông báo luôn nhá, để nước chảy ra đường nhá, phạt 3 triệu tương bằng 2 tháng. Cho gọn vào. 3 triệu tương bằng 2 tháng thì. Đúng rồi. Ok. Em xuống làm việc đã nhá. Cái thái độ của em chưa được đâu. Ok, đơn. Đơn giản thôi. Đừng xe lên để cho mấy con xe đi ngồi ăn. Hôm nay em làm việc đội anh luôn. Anh cầm cái biên bản đây cho cái trường hợp về là biên bản. Rồi mời anh em xuống. Ok. Quá rồi thì tôi cho có giúp đồng trì rồi nhá. Xe không quá tải anh em biết nhau rồi, mời. Không, thế thì anh ông này mày với ai? Ông mày với ai? Xử lý luôn đi. Này, nước này phạt 3 triệu. Lập biên bản luôn. Khổ quá, đi ra ngoài kia. Lập biên bản luôn, giữ bằng 2 tháng. Phạt 3 triệu luôn. Nào. Còn nước thì 3 triệu để làm cái gì nữa, lập biên bản luôn. Ông cũng phải. Em bị lỗi gì hả? Ôi, hả? Làm việc với anh. Không, em không làm việc, ông kia vậy em làm việc với ông kia. Anh nói là anh gặp em giúp thì mấy lần rồi. Em còn biết ông kia vậy em làm việc với ông kia. Anh là trưởng ca đây, anh là cảnh sát, trưởng. Anh tổng quyền xử lý em. Thế xử lý anh có xử lý được cán bộ của anh không? Anh bảo cán bộ anh ra ngoài. Được rồi, lâu cán bộ của em bây giờ anh ông ấy làm mày tao với ai? Anh nói chuyện. Anh gặp em ở trước công ty 2 lần rồi. Gặp nhiều không phải 2.